Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, chương trình thứ năm ngày 8 tháng 9. Và bây giờ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng chủ trì hội nghị về nâng cao hiệu quả quản lý khai thác cát sỏi lòng sông và các bến bãi kinh doanh vật liệu sản xuất gạch trên bãi sông Hồng và sông Luồng. Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Kim Động lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Anh Vinh, xã Tam Đa, huyện Phù Cử, trồng cam cho hiệu quả kinh tế cao. Thị trường bánh trung thu tiêu thụ chậm hơn so với mọi năm. Tràn lan đồ chơi Trung Quốc trên thị trường, nguy cơ độc hại cho trẻ em khi tiếp xúc. Các huyện Yên Mỹ, Ân Thi, ra quân giải tỏa lấn chiếm vi phạm hành lang giao thông. Bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, bến bãi bốc xếp kinh doanh vật liệu xây dựng, sản xuất gạch, khai thác đất làm gạch trên bãi sông Hồng và sông Luộc thuộc địa bàn tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh dự và chủ trì hội nghị. Đến dự có lãnh đạo các ngành có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường, huyện, thành phố ven sông Hồng và sông Luộc. Đến nay, trên địa bàn tỉnh có 54 bến chứa chất vật liệu xây dựng và cát đen, trong đó chỉ có 13 bến được Ủy ban nhân dân tỉnh cấp giấy phép xây dựng, bến bốc xếp và kinh doanh vật liệu xây dựng. Hầu hết các bến không xây dựng hệ thống tiêu thoát nước, không làm nền cứng chống thấm, không kè mái bảo vệ bờ sông. Một số doanh nghiệp vi phạm về chứa chất vật liệu sai quy định, chứa chất cao, sát mép bờ sông. Một số bến bãi có trong quy hoạch nhưng các doanh nghiệp không làm thủ tục để cấp phép hoạt động. Các bến bãi không có trong quy hoạch nhưng được Ủy ban nhân dân các xã cho thuê đất như các xã Dạ Trạch, Bình Minh, Đại Tập, huyện Khoái Châu, Hùng Cường, Tân Hưng, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên. Tại một số điểm cho cá nhân thuê đất để trồng cây hàng năm nhưng người thuê đất đã sử dụng để làm bến khai thác chứa vật liệu xây dựng. Tại các xã Hải Triều, Thiện Phiến, huyện Tiên Lữ cho các cá nhân thầu khoán đất ven sông hoặc sử dụng đất 03 để làm bến bãi kinh doanh vật liệu xây dựng. Toàn tỉnh đã cấp phép khai thác cát trên lòng sông, bãi sông cho các đơn vị tại 10 vị trí. Tuy vậy, chưa có một điểm khai thác cát nào được kiểm tra và đánh giá cụ thể việc khai thác cát ảnh hưởng đến dòng chảy, gây sạt lở bờ sông, bãi sông ở mức nào. Chưa đơn vị nào xuất trình được hồ sơ trong quá trình hoạt động khai thác, như khối lượng cát khai thác hàng ngày, hàng tháng, kỹ thuật khai thác và biện pháp khống chế cao độ khai thác cho phép tại mỏ, tài liệu khảo sát địa hình lòng sông. Đối với vi phạm của các cơ sở sản xuất gạch trên khu vực bãi sông Hồng và sông Luộc thuộc 6 huyện thành phố có đê, có 26 cơ sở sản xuất gạch. Tuy vậy, một số lò gạch nằm ngoài bối sát bờ sông trong hành lang thoát lũ của hệ thống sông Hồng, chủ yếu tập trung ở huyện Khoái Châu và Kim Động. 19 cơ sở không được xác định vùng cung cấp nguyên liệu đất dùng để sản xuất gạch. Kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Văn Phóng nhấn mạnh, trong thời gian qua, việc quản lý hoạt động khai thác cát sỏi lòng sông, bến bãi bốc xếp kinh doanh vật liệu xây dựng sản xuất gạch, khai thác đất làm gạch trên bãi sông chưa chặt chẽ, nhiều địa phương buông lỏng có biểu hiện lợi ích nhóm gây bức xúc trong nhân dân và gây hậu quả nghiêm trọng về dòng chảy bờ bãi, hiệu quả kinh tế đạt thấp so với hậu quả gây ra. Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các huyện, thành phố và các xã phường ven sông cần thực hiện nghiêm chỉ thị 02 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường quản lý đất đai và chỉ thị 09 về quản lý tài nguyên khoáng sản. Và đặc biệt là chỉ thị số 26 ngày 5 tháng 9 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường kỷ luật kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Bên cạnh đó, cần tăng cường tuyên truyền, thanh tra, kiểm tra tình trạng khai thác chứa chất vật liệu, sản xuất gạch để chấn chỉnh hoạt động. Nơi nào để xảy ra tình trạng phát sinh khai thác chứa chất vật liệu không trong quy hoạch của tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân, trưởng công an xã ở nơi đó phải chịu trách nhiệm. Những bến bãi nào chính quyền địa phương đã cho các cá nhân tổ chức thuê đến ngày 31 tháng 12 năm 2016 phải chấm dứt, không tái ký hợp đồng. Các ngành của tỉnh phải ra soát quy hoạch lại các bến bãi, nhưng bến bãi nào không phù hợp sẽ loại bỏ. Nếu như có dự án mới vào, phải được tỉnh, huyện, xã và nhân dân đồng thuận. Bên cạnh đó, phải nâng cao trách nhiệm của cán bộ thẩm định dự án đó. Đối với các lò gạch, các ngành có liên quan phải kiểm tra những doanh nghiệp nào không có vùng nguyên liệu và giải pháp cung cấp nguyên liệu, báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh để hủy bỏ hoặc dừng hoạt động doanh nghiệp đó. Bên cạnh đó, lực lượng công an, thanh tra và chính quyền địa phương phải tăng cường kiểm tra tải trọng, nguồn gốc xuất xứ của nguyên vật liệu, hóa đơn chứng từ ngay ở đầu bến bãi.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cũng yêu cầu các địa phương ven sông phải mạnh dạn chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi để nâng cao giá trị canh tác. Tỉnh sẽ nghiên cứu quan tâm đầu tư hạ tầng cho các địa phương ven sông. Với những bến bãi được cấp phép đầu tư trong quy hoạch sẽ được tạo điều kiện nhưng phải hoạt động theo đúng quy định. Sáng nay, đồng chí Tạ Hồng Quảng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hưng Yên đã trao huy hiệu 70 năm tuổi Đảng cho đảng viên Nguyễn Thị Ấn, sinh hoạt tại chi bộ khu phố An Thượng, phường An Tảo. Phát biểu tại lễ trao huy hiệu Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy Hưng Yên biểu dương ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp to lớn của đồng chí Nguyễn Thị Ấn đối với sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong quá trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, là tấm gương sáng để lớp đảng viên trẻ học tập noi theo, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương, xây dựng thành phố Hưng Yên ngày càng văn minh hiện đại. Trong dịp mùng 2 tháng 9, toàn thành phố có 120 đảng viên được trao tặng huy hiệu Đảng. Sáng nay ngày 8 tháng 9, tức ngày 8 tháng 8 năm Bính Thân, tại chùa Phúc Lâm Tiên Quán, Ban trị sự Hội Phật giáo huyện Kim Động đã trọng thể khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021. Đây là đơn vị được Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh chọn làm điểm để triển khai trên diện rộng. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Cường, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Đoàn Văn Hòa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Trưởng ban Chỉ đạo Tôn giáo tỉnh, Thượng tọa Thích Thanh Hiện, Ủy viên Hội đồng trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh. Với tinh thần Phật giáo luôn đồng hành cùng dân tộc, nhiệm kỳ qua Ban trị sự cùng toàn thể các tăng ni Phật tử trong huyện luôn giữ gìn giới luật, không ngừng trau dồi đạo hạnh, tích cực tham gia các khóa an cư kết hạ, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của giáo hội và pháp luật của nhà nước. Các hoạt động tín ngưỡng mê tín hoặc không phù hợp đã giảm đi đáng kể. Công tác giáo dục các tăng ni được chú trọng, công tác hướng dẫn Phật tử có nhiều khởi sắc. Các khóa tu mùa hè, chạy hè, câu lạc bộ Phật tử được nhiều chùa quan tâm tổ chức đã có tác dụng thiết thực. Công tác từ thiện xã hội được các tăng ni Phật tử hưởng ứng tích cực. Công tác tăng sự, hoằng pháp, hướng dẫn Phật tử, nghi lễ, quản lý và tôn tạo tự viện đều có những chuyển biến tích cực và đã xuất hiện nhiều cá nhân tập thể điển hình. Tiêu biểu là chùa Phúc Lâm Tiên Quán, xã Phạm Ngũ Lão, chùa Tiên Tường, xã Hiệp Cường, chùa Dưỡng Phú và chùa Tạ Hạ, xã Chính Nghĩa, v.v. Sau một buổi sáng làm việc nghiêm túc với tinh thần trách nhiệm cao, Đại hội đại biểu Phật giáo huyện Kim Động lần thứ 5, nhiệm kỳ 2016-2021 đã thành công tốt đẹp. Trong hai ngày mùng 7 và mùng 8 tháng 9, đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh do đồng chí Trần Quốc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát về tình hình phân bổ chi thường xuyên ngân sách, phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi tại huyện Tiên Lữ, kho bạc nhà nước tỉnh và Cục Thuế tỉnh. Tại các nơi đoàn tập trung giám sát tình hình thực hiện nghị quyết của Hội đồng Nhân dân tỉnh về mức phân bổ chi thường xuyên ngân sách giai đoạn 2011-2016, đánh giá và phân tích từng nội dung định mức phân bổ chi như chi cho quản lý hành chính, sự nghiệp kinh tế, văn hóa xã hội, y tế, giáo dục, thị chính, môi trường, an ninh quốc phòng. Phát biểu kết luận tại những nơi đến giám sát, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy yêu cầu các đơn vị đẩy mạnh thu hút đầu tư để tăng nguồn thu cho ngân sách, quản lý ngân sách chặt chẽ, hiệu quả, thu đúng, thu đủ, không để thất thu thuế nhà nước và xử lý nghiêm các hành vi gian lận trốn thuế nhà nước. Tăng cường đầu tư ngân sách cho phát triển, tiết kiệm chi thường xuyên, sử dụng ngân sách hiệu quả. Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp chương trình thời sự với các thông tin về kinh tế. Nhờ mạnh dạn chuyển đổi diện tích cây lúa năng suất thấp sang trồng cây ăn quả, đến nay diện tích trồng cam của đoàn viên thanh niên Trần Quang Vinh, xã Tam Đa, huyện Phù Cử cho thu nhập cao so với mặt bằng chung. Năm 2013, gia đình anh Vinh bắt đầu chuyển đổi sang trồng cam đường canh và cam Vinh. Cam là cây khó tính, việc xử lý ra hoa đậu quả đòi hỏi kinh nghiệm và kỹ thuật cao. Do vậy, anh Vinh luôn chủ động học hỏi kỹ thuật chăm sóc qua các phương tiện thông tin đại chúng và học hỏi kinh nghiệm trực tiếp từ mô hình đã thành công. Với 3 mẫu cam, anh Vinh hiện là người trồng cam lớn nhất xã Tam Đa. Ước tính mỗi sào cam đạt 1,5 tấn quả, với giá trung bình từ 20 đến 30.000 đồng một kg. Trừ chi phí, gia đình anh thu lãi 15 đến 20 triệu đồng một sào một năm và tạo thêm việc làm cho lao động địa phương.
Chỉ còn một tuần nữa là đến rằm Trung Thu. Thời điểm này, thị trường bánh Trung Thu tại thành phố Hưng Yên bắt đầu sôi động. Tuy nhiên, năm nay người mua có xu hướng tìm mua bánh tại các cơ sở sản xuất thủ công có uy tín. Năm nay, thị trường bánh Trung Thu ở Hưng Yên vẫn chủ yếu là sự có mặt các sản phẩm bánh có tên tuổi như Kinh Đô, Hữu Nghị và BBK. Ngay từ giữa tháng 7 âm lịch, các gian hàng của các công ty này đã bắt đầu bày bán. Mẫu mã sản phẩm phong phú hơn với hai dòng sản phẩm chính là dòng bánh bình dân có giá bán lẻ từ 35 đến 50.000 đồng một chiếc, dòng bánh cao cấp có giá dao động từ 300 đến 600.000 đồng một hộp. Cá biệt có hộp giá gần 3 triệu đồng. Theo các đại lý, đến thời điểm này lượng bánh tiêu thụ được còn khá khiêm tốn, trong khi đó bánh tại các cơ sở sản xuất thủ công dù không phong phú về chủng loại nhưng rất đắt khách. Tại cơ sở sản xuất bánh Đông Hưng có mức giá chung là 45.000 đồng một chiếc, tuy nhiên hiện lượng bánh bán ra đã tăng gấp đôi năm ngoái. Do lo ngại về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm nên khách hàng tìm đến mua ngay tại nơi sản xuất đối với bánh thủ công và các điểm bán chính của các hãng lớn. Các cửa hàng tạp hóa bán lẻ vắng khách, tiêu thụ chậm. Với rất nhiều mẫu mã, đa dạng, màu sắc bắt mắt, đồ chơi Trung Thu xuất xứ Trung Quốc vẫn chiếm lĩnh khoảng 90% thị trường đồ chơi trong các sạp hàng. Đi dọc một vài tuyến phố trên địa bàn thành phố Hưng Yên, rất nhiều các sạp hàng đồ chơi Trung Thu đã được bày bán tấp nập để phục vụ nhu cầu vui chơi của trẻ em. Thế nhưng rất khó để tìm ra những cửa hàng bán hoàn toàn những đồ chơi xuất xứ trong nước. Đối với những mặt hàng truyền thống như mặt nạ, đèn ông sao, chống cơm cũng chỉ thấy lác đác, thậm chí nếu có bán thì cũng được bày tận sâu bên trong như thế này. Những mặt hàng có xuất xứ từ Trung Quốc với nhiều mẫu mã, giá cả dao động từ 15 đến 50.000 đồng như đèn ngộ không, đèn công chúa, mặt nạ siêu nhân, mặt nạ bát giới, đồ chơi Pokemon siêu nhân đều được nhiều người dân lựa chọn cho con em mình. Thời gian qua, các lực lượng chức năng cùng với công an thành phố tổ chức nhiều cuộc kiểm tra thu giữ tiêu hủy số lượng đáng kể đồ chơi bạo lực không rõ nguồn gốc nhưng vẫn là rất ít so với lượng hàng bày bán trên thị trường. Đồ chơi là thứ trẻ em thường xuyên tiếp xúc, nhiều cơ quan quản lý trong nước đã cảnh báo về nguyên liệu sản xuất đồ chơi Trung Quốc chứa chất gây độc hại cho trẻ em khi tiếp xúc. Vậy nên các bà mẹ nên là những người tiêu dùng thông minh trong lựa chọn đồ chơi để đảm bảo sức khỏe cho con em mình. Thực hiện kế hoạch số 149 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện trật tự kỷ cương đô thị và trật tự an toàn giao thông năm 2016 trên địa bàn tỉnh, sáng nay, huyện Yên Mỹ tổ chức ra quân xử lý và giải tỏa các vi phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Đồng loạt 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã ra quân cưỡng chế tháo dỡ, giải tỏa các lều quán, mái che, mái vẩy, hàng rào và các điểm tập kết vật liệu xây dựng trái phép lấn chiếm lòng lề đường giao thông. Với phương châm giải tỏa vi phạm đến đâu, quản lý chặt đến đó, kiên quyết không để tái vi phạm. Tại một số địa phương, việc ra quân được thực hiện nghiêm túc, đặc biệt là dọc tuyến quốc lộ 39, đoạn qua xã Trung Hưng, Lý Thường Kiệt, Minh Châu là những nơi tồn tại nhiều vi phạm kéo dài. Tuy nhiên, tại đường huyện 40 qua thị trấn Yên Mỹ, trong khi lãnh đạo địa phương cho biết ngay trong sáng ngày 8 tháng 9 đã xử lý 200 vi phạm, thì theo ghi nhận của nhóm phóng viên, mọi hoạt động mua bán vẫn diễn ra ngay dưới lòng đường. Chỉ có vài trường hợp mái che mái vẩy được tháo dỡ, dường như Ủy ban nhân dân thị trấn chưa thực sự vào cuộc. Là địa phương có nhiều doanh nghiệp và hộ dân xây dựng lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, xã Liêu Xá đã thực hiện đồng bộ các giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, tổ chức ký cam kết yêu cầu các doanh nghiệp, hộ dân tự giác giải tỏa công trình vi phạm. Tuy nhiên, việc tháo dỡ tại một số doanh nghiệp chỉ mang tính hình thức, lực lượng chức năng của huyện cũng chưa kiên quyết cưỡng chế. Theo thống kê của Phòng Kinh tế Hạ tầng, cho đến 17 giờ chiều ngày 8 tháng 9, toàn huyện Yên Mỹ đã xử lý được trên 20% các vi phạm cần giải tỏa, chủ yếu là mái che, mái vẩy, biển quảng cáo, tường xây lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Thưa quý vị và các bạn, huyện Yên Mỹ là địa phương làm điểm trong việc thực hiện kế hoạch số 149 của Ủy ban nhân dân tỉnh về xử lý các vi phạm trong phạm vi hành lang an toàn giao thông. Và ngày hôm nay thì đồng loạt 17 xã thị trấn trên địa bàn huyện đã ra quân giải tỏa các vi phạm. Đến thời điểm này thì theo ghi nhận của nhóm phóng viên chúng tôi, tại địa bàn xã Liêu Xá, rất nhiều các vi phạm dưới hình thức dựng nhà xưởng, biển quảng cáo đã được tháo dỡ. Tuy nhiên tại một số địa phương khác thì việc xử lý các vi phạm vẫn diễn ra chưa thật sự quyết liệt. Và ngay sau đây thì chúng tôi sẽ có một cuộc trao đổi ngắn với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Yên Mỹ. Vâng, thưa ông, thực hiện kế hoạch số 149 của Ủy ban Nhân dân tỉnh, vậy thì thời gian qua huyện mình đã triển khai những biện pháp gì? Thưa đồng chí,
thực hiện kế hoạch 149 của Ủy ban tỉnh về giải tỏa hành lang đường bộ năm 2016, thì Ủy ban huyện chúng tôi cũng đã triển khai ngay và tức thì về cái kế hoạch 149 của Ủy ban tỉnh, và cũng đã xây dựng kế hoạch riêng của huyện và triển khai để ra quân giải tỏa ngày 8 tháng 9 năm 2016. Thì đến thời điểm này, thì sáng ngày 8 thì chúng tôi đã tổ chức ra quân, thì cho đến thời điểm này thì chúng tôi đã tập trung giải tỏa ở đường công nghiệp đường 39 mới. Thì đến thời điểm này chúng tôi đã giải tỏa 12 doanh nghiệp và 3 hộ gia đình cá nhân ở nằm trên cái trục đường bị phạm vi giải tỏa là đã tự tổ chức giải tỏa và đã ký cam kết. Và đến thời điểm này thì chúng tôi đang tập trung tích cực để giải tỏa triệt để trong theo cái kế hoạch của Ủy ban tỉnh đã thực hiện, đã nghiêm túc thực hiện. Vâng, thưa ông, vậy thì thời hạn để xử lý dứt điểm các vi phạm là đến bao giờ ạ? Đối với tất cả những trường hợp vi phạm và những cái sau khi giải tỏa xong thì chúng tôi cũng có cái kế hoạch là giao trực tiếp cho Ủy ban xã, như xã, địa bàn xã nào chúng tôi giao trực tiếp cho đồng chí chủ tịch Ủy ban xã đó để quản lý những cái phần mà chúng tôi đã giải tỏa, và giao lại mặt bằng sạch cho xã để quản lý. Và những cái vi phạm, tái vi phạm, chống lấn chiếm lần sau thì giao cho chủ tịch ủy ban xã. Nếu có vi phạm xảy ra, tình trạng xảy ra thì chúng tôi sẽ cương quyết xử lý những cái đối tượng bởi vi phạm, và hai là có hình thức kỷ luật khiển trách với các đồng chí mà được giao nhiệm vụ mà quản lý về trên cái địa bàn. Xin cảm ơn ông. Sáng nay, Ban An toàn Giao thông huyện Ân Thi đã tổ chức ra quân giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn. Trong thời gian từ ngày 5 đến ngày 25 tháng 9, các lực lượng chức năng của huyện Ân Thi tập trung giải tỏa các điểm vi phạm hành lang an toàn giao thông dọc các tuyến đường 200, đường 38A, huyện Lộ 60 đi qua địa bàn huyện. Các vi phạm được giải tỏa chủ yếu là các chợ cóc nằm trên các trục đường giao thông ở các xã Bãi Sậy, Nguyễn Trãi, Tiền Phong, Hồng Vân và thị trấn Ân Thi. Các vi phạm dựng mái che, mái vẩy, dựng biển quảng cáo làm khuất tầm nhìn cho các phương tiện tham gia giao thông và các điểm lấn chiếm lòng lề đường, làm nơi đổ vật liệu xây dựng, làm nơi dừng đỗ các phương tiện xe máy, xe đạp. Bên cạnh việc cương quyết giải tỏa các điểm vi phạm, huyện còn chỉ đạo lực lượng chức năng của các xã thị trấn đẩy mạnh tuyên truyền vận động người dân không tái lấn chiếm vi phạm hành lang giao thông và tự giác tháo dỡ các công trình vi phạm. Hưởng ứng phong trào quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới, ngày 5 tháng 9, Ban Chỉ huy quân sự huyện Văn Giang đã khánh thành bàn giao công trình bếp ăn tập thể cho trường mầm non xã Liên Nghĩa. Đây cũng là địa phương duy nhất của huyện Văn Giang hiện chưa có điểm trường riêng. Được khởi công xây dựng từ tháng 6 năm 2016, công trình nâng cấp tu sửa bếp ăn tập thể theo chương trình Quân đội chung sức xây dựng nông thôn mới. Bếp ăn có diện tích trên 30m², đáp ứng nhu cầu ăn bán trú cho trẻ. Tổng số tiền thực hiện công trình là 84 triệu đồng và hàng trăm ngày công lao động. Trong đó, lực lượng vũ trang huyện ủng hộ trên 40 triệu đồng, còn lại là các ban ngành đoàn thể huyện xã. Công trình hoàn thành góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn bán trú cho trẻ em. Trước đó, Ban Chỉ huy quân sự huyện cũng đã hỗ trợ sửa chữa nâng cấp trường mầm non xã Thắng Lợi với kinh phí trên 30 triệu đồng cùng 75 ngày công lao động. Tòa án Nhân dân thành phố Hưng Yên vừa đưa ra xét xử lưu động hai vụ án hình sự tại xã Trung Nghĩa. Hai bị cáo bị xét xử là Nguyễn Văn Phong, sinh năm 1974, trú tại số 19 đường Văn Miếu, phường Hiến Nam, và Cao Đăng Cương, sinh năm 1985, trú tại đội 2 xã Thụy Lôi, huyện Tiên Lữ. Cả hai bị cáo đều bị truy tố về tội danh trộm cắp tài sản. Căn cứ vào khoản 1 điều 138 Bộ luật hình sự, Tòa án Nhân dân thành phố Hưng Yên đã tuyên phạt bị cáo Phong 1 năm 3 tháng tù giam, bị cáo Cương 1 năm 6 tháng tù giam. Việc đưa ra xét xử lưu động hai vụ án hình sự góp phần tuyên truyền giáo dục pháp luật rộng rãi trong quần chúng nhân dân, đồng thời cảnh tỉnh răn đe những kẻ có hành vi vi phạm pháp luật. Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Thời sự ngày mai, thứ Sáu, ngày 9 tháng 9 của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên, ngoài các tin tức thời sự diễn ra trong ngày trên địa bàn tỉnh, chương trình có những nội dung đáng chú ý sau. Ông Nguyễn Văn Phi, xã Tiền Phong, huyện Ân Thi, làm giàu từ nhân rộng giống nhãn đầu dòng. Bà Vũ Thị Quốc Khánh, Chủ tịch Hội Chữ Thập Đỏ thành phố Hưng Yên, tận tình, nhiệt huyết với công việc được giao. Kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Chương trình thời sự xin được tiếp tục với phần tin quốc tế. Thưa quý vị và các bạn,
Bộ Thương mại Mỹ vừa qua thông báo chính quyền Mỹ một lần nữa quyết định mở rộng danh sách các công ty chịu trừng phạt do liên quan đến xung đột tại Ukraine. Đáp trả lại, phía Nga tuyên bố sẽ trả đũa động thái mới nhất của Mỹ. Theo lệnh trừng phạt mở rộng, Bộ Thương mại Mỹ sẽ thêm vào danh sách trừng phạt 81 công ty và tổ chức, trong đó 75 công ty tổ chức có liên quan đến Nga, 7 liên quan đến Crimea, 2 liên quan đến Hồng Kông và Ấn Độ. Phía Nga cho rằng hành động của Mỹ đi ngược với các nội dung về hợp tác trong lĩnh vực nhạy cảm mà lãnh đạo hai nước đề cập tại cuộc gặp ngày 5 tháng 9. Văn phòng Tổng thống Nga ngày 7 tháng 9 cho biết Nga đã cảnh báo về khả năng trả đũa việc Mỹ mở rộng danh sách trừng phạt nói trên. Liên quan tới tiến trình đàm phán hòa bình cho Syria, Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã nhất trí gặp lại nhau tại Geneva, Thụy Sĩ trong hai ngày 8 và 9 tháng 9. Ngoại trưởng hai nước đang hoàn tất các nội dung chi tiết cho một thỏa thuận về hợp tác chung Nga-Mỹ trong cuộc chiến chống các nhóm khủng bố tại Syria, cũng như việc mở rộng hành lang viện trợ nhân đạo tại thành phố chiến sự Aleppo và khởi động tiến trình chính trị nội bộ tại Syria. Trước đó, sau cuộc gặp ngày 5 tháng 9 bên lề hội nghị thượng đỉnh nhóm G20 tại Trung Quốc, Ngoại trưởng Nga và Mỹ đã không đạt được thỏa thuận nào về Syria bởi vì hai bên vẫn còn vướng mắc một vài khác biệt lớn. Chính quyền Pháp vừa ra thông báo cho hay, trong tháng này nước Anh sẽ tài trợ đầu tư xây dựng một bức tường rào ở cảng Calais, miền Bắc nước Pháp nhằm ngăn chặn dòng người di cư tìm cách tràn vào châu Âu. Dự án tường rào cao 4m dài 1km trên bến cảng Calais sẽ ngăn người nhập cư từ Calais nhảy lên các xe tải để vào nước Anh. Công trình dự kiến hoàn tất vào cuối năm nay có chi phí khoảng 2,7 triệu euro. Được chính phủ Anh tài trợ theo một thỏa thuận đạt được với Pháp tại một hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 5 vừa qua, bức tường cao này sẽ bổ sung cho hàng rào an ninh được dựng lên quanh cảng Calais và nối vào đường hầm eo biển Manche, cầu nối giữa Anh và Pháp. Chính quyền của Tổng thống Barack Obama hôm thứ Ba thông báo với Quốc hội Mỹ là họ đã chuyển cho Iran thêm 1,3 tỷ đô la, nâng tổng số tiền thanh toán hai đợt lên 1,7 tỷ đô la từ khoản tiền mà Mỹ vẫn giữ của nước này từ năm 1979 sau cách mạng Hồi giáo. 1,3 tỷ đô la này được trả cho Iran bằng tiền franc Thụy Sĩ, euro và một số loại tiền khác. Đây là số tiền mà Iran đã trả trước cho Mỹ cho một hợp đồng mua bán vũ khí, tuy nhiên đã bị phía Mỹ đóng băng sau cuộc cách mạng Hồi giáo năm 1979. Hồi tháng 1, chính quyền Mỹ đã sử dụng máy bay chở 400 triệu đô la đầu tiên sang Iran, cùng ngày mà thỏa thuận hạt nhân chính thức được triển khai và Iran trả tự do cho 4 tù nhân Mỹ. Trước đó, chính quyền ông Obama cũng tuyên bố là họ đã đồng ý sẽ trả cho Iran 1,7 tỷ đô. Một chiếc trực thăng của cảnh sát tham gia vào chiến dịch truy quét tội phạm ở miền Tây Nam Mexico đã bị rơi, khiến 4 người thiệt mạng. Chính quyền bang nghi ngờ một băng nhóm tội phạm địa phương có dính líu đến vụ tai nạn này. Chiếc trực thăng hỗ trợ cho chiến dịch bắt giữ các ông trùm băng nhóm ở bang Michoacán đã rơi xuống một khu vực địa hình hiểm trở, khiến 3 cảnh sát, một phi công thiệt mạng và một cảnh sát bị thương. Trong thông báo đầu tiên trên trang mạng Twitter, thị trưởng bang Silvano Aureoles nói rằng chiếc trực thăng đã bị bắn hạ bởi một băng nhóm tội phạm. Tuy nhiên, trả lời phỏng vấn trên truyền hình sau đó, ông nói rằng thông tin này vẫn đang được điều tra, chứ chưa xác nhận. Michoacán từng là bang có tỷ lệ giết người cao nhất ở Mexico. Năm ngoái, các thành viên băng nhóm thế hệ mới Jalisco ở đây đã sử dụng bệ phóng tên lửa bắn hạ một trực thăng quân đội, khiến 6 người thiệt mạng. Iran đã lên tiếng kêu gọi cộng đồng Hồi giáo trên toàn thế giới đoàn kết lại và trừng phạt Ả Rập Xê Út sau khi căng thẳng giữa hai nước lên cao xoay quanh vấn đề Ả Rập Xê Út cấm người Hồi giáo Iran hành hương tới thánh địa Mecca. Lãnh tụ Hồi giáo tối cao của Iran Ali Khamenei đã chỉ trích Ả Rập Xê Út về tai nạn dẫm đạp trong lễ hành hương Haji năm ngoái, khiến hơn 750 người thiệt mạng. Ông nói rằng tai nạn này một lần nữa đã chứng minh rằng Hoàng gia Ả Rập không xứng đáng với nhiệm vụ quản lý thánh địa. Đáp trả lại, Ả Rập Xê Út nói rằng các lãnh đạo Hồi giáo Iran không phải là người Hồi giáo thật sự. Ả Rập Xê Út là quốc gia quản lý hai thánh địa Hồi giáo Mecca và Medina, nơi các tín đồ hướng đến vào mỗi dịp lễ Haji. Mâu thuẫn giữa hai nước bắt nguồn bởi lịch sử đối địch giữa hai dòng Hồi giáo Shi'i, Sunni và tiếp tục căng thẳng sau khi Ả Rập Xê Út không cho người Hồi giáo Shi'i ở Iran tới hành hương.
Quý vị và các bạn thân mến, phần tin quốc tế đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.